kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, dân chăn phòng, dân công sở là một trong số các cụm từ được dùng để chỉ những người đang làm việc tại công ty, doanh nghiệp, cơ quan. Theo quy định thì mỗi ngày họ sẽ dành 8 giờ đồng hồ để có mặt tại nơi này. Tuy nhiên thì thực tế hiện nay 8 tiếng ấy đã bị nới lỏng hơn, có thể là 9 tiếng, 10 tiếng hay gọi nôm na là 8 tiếng cộng. Và cộng bao nhiêu là tùy thuộc vào tính chất công việc, vào sự cống hiến và tùy vào mỗi cá nhân trong một tập thể. Quý vị và các bạn đã từng là nhân viên văn phòng chưa? Chắc hẳn rất nhiều là đằng khác đúng không ạ? Với những ai đã và đang làm việc văn phòng, thường sẽ đưa ra đánh giá, nhận xét hay thường bộc bạch kể về nơi mình làm việc bằng những cụm từ trừu tượng như văn phòng vui nhộn, văn phòng hóm hỉnh, văn phòng trẻ khỏe, văn phòng drama, văn phòng buồn chán. Hay như tác giả Hương Lan đã đưa ra nhận định rằng văn phòng không nhạt nhẽo. Và đây cũng chính là cuốn sách mà chương trình Kết nối tri thức muốn gửi đến quý vị và các bạn trong số phát sóng hôm nay. Sách do nhà xuất bản Dân Trí ấn hành năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi bắt đầu chúng ta cùng xem qua hướng dẫn sử dụng của cuốn sách Văn phòng không nhạt nhẽo này để xem tác giả chia sẻ điều gì nhé. Sách này chỉ dành cho gái văn phòng, trai văn phòng, có thể đọc nhưng đề nghị không đưa ra bình luận. Xác định xem chúng ta có phải là dân văn phòng đúng chuẩn hay không, làm việc ít nhất 5 ngày một tuần, 22 ngày một tháng. Có nghỉ phép và hưởng lương theo tháng không? Và nếu quý vị và các bạn đang gặp phải những triệu chứng như lên cơn buồn ngủ mỗi khi nghe thấy từ họp, đau đầu như bú bổ và trở nên nặng hơn khi gần đến deadline, máu lên não kém, tim đập nhanh, cảm giác hồi hộp mỗi khi sếp gọi tên mình, bụng ngày càng to, bị các vấn đề về xương khớp do ngồi nhiều, huyết áp thấp, mắt kém, lưng cù và rất nhiều triệu chứng khác nữa, thì chắc chắn cuốn sách này là đơn thuốc tuyệt vời dành cho bạn. Với tác giả Hương Lan, một người đã từng là con bệnh lâu năm trong nghề, sẽ giúp chúng ta thấy rằng hàng ngày khoác trên mình chiếc váy công sở bó chẽn cùng đôi giày cao gót cũng thú vị không kém việc đi giày đinh, mặc quần bò rách và áo phông bụi bặm. Qua những chia sẻ trong cuốn sách này, hy vọng quý vị sẽ thấy thế giới của những cô nàng công sở không hề tẻ nhạt và chán chường như bạn nghĩ, bởi chúng ta là những cô gái tự tin, đam mê và kiêu hãnh cơ mà. Cuốn sách bắt đầu với nội dung phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tiếp theo sau ấy là một quá trình trị liệu tâm lý mà tác giả đã xây dựng và nhất định rằng trị bệnh phải trị tận gốc, luôn đưa ra những lưu ý để đề phòng tái phát bệnh này. Thời gian và dòng đời đã xô đẩy chúng ta đến với nhiều bến đỗ khác nhau, nhưng đâu là nơi bạn nên đến và đâu là những điều chúng ta phải xem xét, đó mới thực sự quan trọng. Suốt một khoảng thời gian bạn gắn bó với công việc, nhưng có chắc rằng đây là việc làm bạn yêu thích và phù hợp với bạn. Thế nên hãy bắt đầu hành trình đi tìm chính mình càng sớm càng tốt bằng câu hỏi muôn thuở được đặt ra: tôi là ai và đây là đâu? Nếu quá khó để đưa ra đáp án, thì chúng ta hãy thử trả lời lần lượt các câu hỏi sau. Bạn không thích làm gì? Bạn hướng nội hay hướng ngoại? Bạn thích tự do hay chấp nhận sự gò bó? Ngoài tiền ra, bạn làm việc vì ai và vì cái gì? Hãy đặt những câu hỏi đơn giản và lần lượt giải đáp chúng. Chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng đưa ra quyết định và lựa chọn được công việc phù hợp và yêu thích. Hiện nay, nghề nghiệp bao la vô số, kể cả các vị trí tuyển dụng. Khi chọn nghề, chúng ta đừng nhìn ra xung quanh, đừng nhìn vào bất kỳ ai mà hãy là chính mình. Bạn thích gì, bạn có gì và nhà tuyển dụng đang cần gì. Hiểu được điều đó, chúng ta mới nắm chắc trong tay cơ hội được chiến thắng. Tiếp tục kiên nhẫn và hoàn thiện bản thân mỗi ngày để thực sự tự tin khi bắt đầu tìm kiếm một công việc cho bản thân. Quý vị thân mến, nếu ế là từ ngữ tối kỵ khi bạn đến tuổi lập gia đình, thì thất nghiệp cũng chính là một từ ngữ không nên hiện hữu khi chúng ta vừa tốt nghiệp ra trường. Sẽ phải mất nhiều thời gian để đắn đo xem ta sẽ làm việc gì, làm việc ở đâu, lương bao nhiêu, môi trường làm việc thế nào. Chẳng may cơ hội chưa đến và bạn rơi vào trạng thái lông bông thì đừng vội nghĩ tiêu cực.
hãy nghĩ rằng đây là thời kỳ ủ mưu để đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho bản thân. Đừng nghĩ thất nghiệp là vô tích sự nhé. Thành công không phải là chìa khóa của hạnh phúc, hạnh phúc mới là chìa khóa thành công. Nếu bạn yêu thích những điều bạn làm, bạn sẽ thành công. Quý vị có biết đặc sản chốn văn phòng là gì không? Có rất nhiều ý kiến được đưa ra như không phải nhạc, mà là nhạc siêu cấp. Đáng buồn hơn khi sự nhạt nhẽo luôn luôn đi kèm với từ chán nản. Nhưng đến một ngày, bạn sẽ nhận ra rằng công việc dù là việc gì thì bản thân nó không đáng chán như cách chúng ta nghĩ. Chỉ là mình chưa nhận thấy giá trị và những thứ hay ho ở chốn công sở nơi mình làm việc mà thôi. Hãy tích cực lên nào, thành công sẽ luôn mỉm cười rạng rỡ với chúng ta. Một ngày làm việc của quý vị bắt đầu từ mấy giờ và kết thúc lúc mấy giờ? Như đã chia sẻ ở phần đầu, mỗi ngày chúng ta có thể làm việc ở văn phòng hơn 8 tiếng. Khi ấy, mọi vấn đề đều có thể khiến chúng ta cảm thấy stress, như từ việc đi từ nhà đến cơ quan, giao thông quá đông đúc, từ lãnh đạo, từ đồng nghiệp, từ đối tác, từ khách hàng và hàng ngàn lý do vô hình khác. Đừng quá tiêu cực, hãy khởi động lại bản thân bằng cách thổi hồn vào công việc mình đã lựa chọn. Bỏ tai nghe xuống, giao hòa mình vào mọi thứ diễn ra xung quanh. Thêm một vấn đề nữa mà hầu hết ai cũng quan tâm, đó chính là câu chuyện tiền lương. Từ ngày đầu bước vào phỏng vấn, trao đổi công việc và thương lượng về mức lương khởi đầu, chúng ta cũng cần phải cân nhắc thật kỹ. Một trong những kỹ năng và việc cần làm trước ngày gặp nhà tuyển dụng, bạn nên gõ từ khóa vị trí chức danh công việc mà bạn đang ứng tuyển, tạm gọi là khảo sát thị trường chung của nghề nghiệp, tận dụng các mối quan hệ xung quanh và thăm hỏi về mức thu nhập của họ. Đến khi gặp nhà tuyển dụng, hãy thẳng thắn hỏi trực tiếp bộ phận nhân sự về mức lương của vị trí mà họ đang tuyển, hỏi thêm về chế độ phúc lợi, tần suất và mức tiền thưởng hàng năm. Hãy đề xuất mức lương phù hợp, không quá cao, nhưng cũng đừng để đánh mất cơ hội vào vị trí mình yêu thích chỉ vì mức lương trên trời. Ngoài ra, trong cuốn sách Văn phòng không nhạt nhẽo, tác giả còn gợi ý một vài bí kíp bỏ túi để xin tăng lương rất thú vị. Hy vọng bạn sẽ áp dụng một cách thành công nhé. Đến công sở, mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau cũng rất quan trọng. Bạn phải hình dung rằng bạn phải tiếp xúc với sếp, với lãnh đạo như thế nào, trao đổi với đồng nghiệp ra sao và trò chuyện với khách hàng theo cách nào để luôn thuận lòng đôi bên và hài hòa trong công việc. Chưa kể đến việc tình công sở cũng rất cần lưu ý, và chắc chắn quý vị phải đọc qua nội dung này trong cuốn sách nhé. Đây chính là những vấn đề hiện hữu mà chúng ta phải đối diện khi vào làm việc công sở. Hãy đọc và suy nghĩ, tiếp tục ứng dụng vào thực tế. Đừng quên điều chỉnh linh hoạt để đạt được kết quả như ý muốn. Sau một thời gian dài gắn bó với môi trường công sở, chắc chắn sẽ có đôi lần chúng ta cảm thấy chán nản, muốn buông bỏ tất cả và bắt đầu một công việc mới, với những đồng nghiệp mới và rất nhiều vấn đề khác đều mới toanh. Nhưng khoan đã, đừng vội vàng để bản thân giải lao, dừng lại và nghĩ thêm về hành trình vừa qua của mình. Hãy đặt ra câu hỏi cho bản thân, có thực sự cần thiết phải thay đổi công việc khác hay không? Chẳng phải chúng ta đã có rất cố gắng cống hiến rồi hay sao? Những lúc ấy, quý vị nên nghỉ ngơi thư giãn và lên lại dây cót bắt đầu mọi sự với tâm thế bình tĩnh, tự tin, nhất định sẽ thành công và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Văn phòng không nhạt nhẽo tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên sóng FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Thân mến, chào tạm biệt.